Ví dụ 1, cho ngẫu nhiên 36 công nhân của xí nghiệp A thấy lương trung bình là 2 triệu 2,8 triệu đồng. Biết lương công nhân của xí nghiệp tuân theo luật phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn là sigma 0,14 triệu đồng với độ tin cậy là 96%, hãy ước lượng mức lương trung bình của công nhân thuộc xí nghiệp A. À, cảm ơn. Thầy để đây là 95, em đọc thành 96 là chỗ của em thấy không rõ phải À, tại em nhìn không hả? kỹ á thầy ơi. Vậy hả? Dạ gõ thầy ơi, cái đề gõ lắm thầy ơi, chắc Rồi thầy em cảm đọc ơn. nhầm á. dạ À, dạ cảm ơn. Rồi. Rồi bây giờ đây là mình sẽ tìm mình ước lượng mức lương trung bình. Tức là ước lượng khoảng mức lương trung bình, tức là mình coi cái mức lương trung bình của công nhân ở xí nghiệp A này nó rơi vào cái khoản nào, nó từ mấy mấy triệu đến mấy triệu. Thì cái bài mình ở đây đó mình gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ lương của công nhân ở xí nghiệp này là xí nghiệp A, không thiếu chữ A chỗ này, thì làm bài giải thì thiếu chữ A. Thì x là biến ngẫu nhiên của phân phối chuẩn, em sẽ gặp cái chỗ phân phối chuẩn này. À, đây biến ngẫu nhiên của phân phối chuẩn nè, và biết đâu là chuẩn là biết sigma nè, đúng không? Đó là phân phối chuẩn, biết sigma, biết đâu là chuẩn. Bây giờ mình sẽ ước lượng cái mức lương trung bình. Chỗ này ước lượng rồi, chỗ này đâu có chuyện, tôi ghi viết sai xíu xíu dấu nặng. Ước lượng mức lương trung bình, mà mức lương trung bình này là nó là chính là cái số mi nè, mi nó chính là kỳ vọng của ít đó. Đây là trung bình của ít đó. Thì mức lương trung bình này mình gọi là cái số mi, mình ký hiệu nó là chữ mi đó. Bây giờ mình sẽ ước lượng cái mi này, với độ tin cậy là 1 trừ alpha, mà 1 trừ alpha đây nó cho bằng 0,95, 95% là 0,95. Bây giờ mình đã biết cái gì? Chỗ này mình đã biết cái gì? Ở đây mình đã biết là x ngang. Đây mình đã biết x ngang ha. X ngang là 2,8. Bây giờ mình nhớ là cái chỗ khi mà mình tìm cái ước lượng cho mi đó, trong trường hợp mà nó có phân phối chuẩn này đó, thì cái mi này nó sẽ thuộc cái khoảng là x ngang trừ e đến x ngang cộng e, đúng không? Và e nó sẽ tính bằng công thức là z alpha chia 2 nhân cho sigma chia căn n. Thì ở đây mình có n, trong bài này là n bằng nhiêu? N là 36, này là n. Đúng chưa? Như vậy thì ở đây đó là em cần phải xác định cho thầy là cái z alpha chia 2 nè. Đúng không? Và có z alpha chia 2 rồi là mình sẽ tìm cái e nè. Đúng không? Mình có cái z alpha chia 2 rồi mình sẽ tìm e. Và có e ở đâu mình sẽ gắn vô, mình sẽ tính x ngang trừ e, x ngang cộng e, và mình sẽ được cái khoảng cần tìm này. Cái mục đích của mình là mình sẽ tìm cái khoảng này các em. Tức là mình sẽ tìm một cái khoảng ước lượng cho cái mức lương trung bình của công nhân. Thì bây giờ là từ cái độ tin cậy này nè, mình sẽ tìm cái z alpha chia 2, và mình sẽ tìm cái z alpha chia 2 này như thế nào. Đấy. Bây giờ từ cái độ tin cậy 1 trừ alpha nè, thấy không? 1 trừ alpha là 0,95 nè. Như vậy thì mình sẽ được cái alpha là 0,05. 0,05 mà mình lấy 1 trừ alpha chia 2 là 0,975. Thấy không? Và có 1 trừ alpha chia 2 là 0,975 thì mình sẽ suy ra được cái z alpha bằng 1,96. Và cái này mình sẽ tìm cái z alpha chia 2 là em phải tra cái bảng số 3 đó. Bảng số 3. Đây là cái bảng xác suất ở cuối giáo trình của chúng ta các em. Thấy không? Đây là bảng số 1 này. Bảng số 2, bảng số 3. Thấy không? Thì lúc nãy em thấy là cái giá trị của mình là nhiêu? 0,975. 1 trừ alpha chia 2 là 0,975, thì cái z của nó là 0,9 1,96, 1,96 nè, đúng chưa? Đấy. Đấy. Thì bây giờ em đảo lại nè. 1 trừ alpha là 0,95. Được chưa? Em mới suy ra alpha là 0,05. Được chưa? Từ đây qua đây được chưa? Đó, rồi sau đó em lấy 1 trừ alpha chia 2.
Tại mình tìm cái z alpha chia 2 chứ không phải tìm z alpha nha. Mình sẽ tìm 1 trừ alpha chia 2 coi ra số bao nhiêu. Ra số đó thì mình sẽ tra cái bảng số 3 ở cuối sách nè. Mình coi cái số 0,975 ở đâu, mình tra kế nó nè. Là 1,96, đúng chưa? Đấy. Đấy. Thì bây giờ em đảo lại nè, thì mình sẽ tìm được cái z alpha chia 2 là 1,96 rồi, đúng chưa? Rồi mình sẽ tính cái sai số ước lượng, tức là tính cái e này nè bằng z alpha chia 2 nhân sigma chia căn n, đúng chưa? E là lúc nãy là cái công thức của mình nè, cái công thức này nè, công thức mình mới vừa học nè. Trong trường hợp ít có phân phối chuẩn biết sigma thì mình sẽ dùng cái e, công thức cái tính e là cái này, đúng chưa? Đấy. Đấy, bây giờ mình có được cái này, mình thế vô mình tính cái e ha, tính cái e. Để là thầy lấy máy tính này thầy bấm cho các em coi nè. Bây giờ cái e mình đó là mà mình lấy 1,96 nè, 96 rồi nhân cho cái sigma của mình là 0,14 các em, 0,14 và chia cho căn n, chia cho căn n tức là căn của 36. Đấy. Mình sẽ được cái gì? Làm tròn bốn chữ số rồi các em, thì làm tròn bốn chữ số thập phân sao dấu phẩy là 0,0457, 0,0457, đúng chưa? 0,0457. Rồi vậy thì mình đã tính được cái sai số ước lượng, đúng chưa? Và sai số ước lượng, mình tính cái sai số ước lượng rồi mình sẽ tính tiếp cái gì? Công thức của mình là phải là x ngang trừ e, x ngang cộng e, đúng không? Đó, bây giờ mình tính được cái e rồi, mình sẽ gắn vô đây, mình sẽ tính x ngang trừ e, x ngang cộng e. Bây giờ x ngang trừ e là 2,8 trừ số này. Lấy máy tính rồi bấm lại giùm thầy hết không? Đó, x ngang trừ e là 2,8 trừ vô số này. Thì em 2,8 nó nằm ở đâu? Đây. Chọn ngẫu nhiên 36 công nhân của xí nghiệp A thấy mức lương trung bình là 2,8 triệu đồng. 2,8 triệu đồng này là tính trên số 36 công nhân mình khảo sát thôi. Cho nên cái chỗ này nó gọi là trung bình mẫu rồi các em. 2,8 này là trung bình mẫu, đúng không? Tức là x ngang bằng 2,8 trung bình mẫu. Đấy. Bây giờ mình có cái x ngang và mình có e, lấy x ngang trừ e cho thầy. Mình lấy x ngang trừ e nha. Đấy, thì x ngang trừ e mình được là 2,7543. Nào. 2,7543. Em lấy cộng lại coi. À, rồi 2,8457. Như vậy thì mình sẽ kết luận là với độ tin cậy 95% mà đề nó cho đó, thì lương trung bình của công nhân là từ 2,7543 triệu đồng đến 2,8457 triệu đồng. Đấy. Chưa các em, cái đề này các em hiểu chưa? Theo kịp chưa? Cái bài này thầy lấy y xì trong cái tài liệu của thầy Điền luôn đó nha. Thầy lấy y xì trong cái tài liệu đó luôn á. Thì các em có thể tham khảo lại nha. Chủ yếu là thầy phân tích ra cho các em thôi. Theo kịp rồi mình sang công thức tiếp theo nha. Có cần thầy chậm lên chút cho các em xem không? Rồi, có em nào hỏi gì đây? Dạ thầy ơi, cái chỗ mà 1 trừ alpha chia 2 bằng 0,975 là ở đâu thầy? Em không kịp chỗ đó thầy. À. Ở đây mình có 1 trừ alpha là 0,95, chỗ này em công nhận chưa? Công nhận Dạ. chưa? Rồi, tức là 0,95, 1 trừ 0 1 trừ alpha là 0,95, vậy thì alpha là 0,05. Được chưa? Cái chỗ này nè em thấy được chưa? Như được. Rồi. Cái chỗ này em chia làm hai là nó được nhiêu? Em chia làm hai rồi. Bây giờ nè. 0,05 em chia làm hai. Phải alpha chia hai không? Alpha chia hai là chỗ này nè. Là 0,025 đúng không? Đúng chưa? Em lấy Yeah. 1, em lấy 1 trừ 0,025 là nó ra 0,975 đúng chưa? Lấy 1 Ừ. mà. Lấy thì mình có alpha, mình lấy 1 trừ alpha chia 2. Nhớ chưa? 1 trừ alpha chia 2. Dạ dạ em hiểu rồi hai ơi. Rồi rồi.
Rồi có bạn nào họ hỏi gì không?